Đồ Thất Lam Huy xin chào. Clip lần này mình giới thiệu đến các bạn chiếc tủ rượu gỗ võ 100%, mẫu vắt. Đây, hàng này bên mình mới vừa có tẩy xong thôi, chưa có sơn. Với chất liệu là gỗ võ 100% nha các bạn. Gỗ 100%. Đây, mình sẽ chờ sơn hoàn thiện nữa rồi làm kiếng. Đây, mới quay sơ sơ các bạn coi nhá. Mới lên sơ sơ vậy thôi mà đã đẹp vậy rồi đó. Ở hàng này thì bên mình làm là tất cả là 8 cái cánh và 2 hộp kéo. Và nếu quay như vậy thì các bạn không hiểu đâu, 8 cái cánh đúng không? Đi đây như này. Mở hết ra cho các bạn coi. Đây, ở trên là 4 cái cánh. Các cái góc này thay vì mình làm chết thì đây mình làm cánh luôn này. Đó, thông thường ở nơi mà ta sẽ làm góc chết luôn. Đó, làm góc chết luôn, nhưng mà đây mình làm cắn luôn. Đó, trên dưới như nhau. Đó, ở giữa hai cắn nữa là 8 cái cắn và 2 hộp kéo ở đây nè. Đây, 2 hộp kéo nữa. Nhưng mà mình chưa bắt tay nắm cho nên là hơi khó để bắt đầu để mở ra. Đây, mình tẩy trắng gỗ xong mình chờ nó khô 1-2 bữa xong bắt đầu mình sơn. Hàng này bên làm mình làm với kích thước là dài 1m6, cao 2m. Khi mà mình sơn hoàn thiện xong thì kiếng hoàn thiện xong luôn á, thì bên mình nó bán cái hàng sản phẩm này với giá là 12 triệu. Đó. 12 triệu thôi các bạn nhé, cho một sản phẩm gỗ võ 100% tự nhiên. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi clip lần này nhé.